ơi, điện thoại được rồi đấy ông ơi. Chiếc xe của em giáp nè. Chiếc xe đẹp dữ vậy ta. Tự nhiên cái tắt máy này. Phải lộn phải không? Trời ơi, thơm lắm. Giọt thôi. Thôi lộn quá. À, mấy anh chị thấy nè. Thấy cái bụng của anh thấy lớn không? Bụng à, quảng cáo gì. Chứ tôi kiếm tao. Trời ơi, chiếc xe đẹp dữ vậy trời. Máy nó nổ thấy tớn luôn quá trời. Rồi, tôi chỉ phá bấm lên cái anh nào. Anh quay phim như anh ba anh rút chìa khóa sao bấm. Có chừng rớt cái trái vô nó cũng nổ luôn. Đèn đèn nó đầu quá không màu. Ờ. Cái đèn nó hả? Ờ. Máy nổ gì nè. Không nghe tiếng động luôn á trời. Này chắc tới xe hãng quá. Mà xe hãng giờ đâu nhập ở đây nó đâu. Đâu cho nhập ở đâu.